Võ sĩ gốc Việt liên tiếp dính đòn khi thách đấu môn đồ của Vịnh Xuân Nam Anh. Võ sĩ Samuel Lacott đã nhường cho sư đệ của mình ở môn phái Vịnh Xuân Nam Anh. Tỷ thí với người thách đấu là một võ sĩ karate người Canada gốc Việt Nam là Hải Ly. Như thông tin báo chí đã đưa tin, cách đây không lâu, võ sĩ thuộc phái Vịnh Xuân Nam Anh người Canada Samuel Lacott đã nhận lời thách đấu từ võ sĩ gốc Việt Hải Ly, người tự giới thiệu là một võ sĩ theo hệ phái thực chiến Shotokan Karate. Điều đáng nói là giữa Hải Ly và Lacott có sự chênh lệch rất lớn về hạng cân. Võ sĩ gốc Việt chỉ nặng khoảng 68 kg, tức là kém Lacott khoảng 15 kg, nhưng anh vẫn chủ động thách đấu. Đến ngày 22 tháng 7, Lacott đã lên mạng xã hội để tiết lộ thông tin bất ngờ liên quan tới màn thách đấu của võ sĩ Hải Ly. Theo đó, do sự chênh lệch về thể hình và cân nặng quá lớn, có thể gây ra sự nguy hiểm cho Hải Ly, nên Samuel Lacott đã nhường trận đấu này cho sư đệ của anh là Alexander Bergetvelit, cũng là một môn đồ của môn phái Vịnh Xuân Nam Anh, để đảm bảo tính công bằng. Võ sư Pierre Flores tiết lộ trên trang cá nhân rằng, vì do sự khác biệt quá nhiều về chiều cao và cân nặng và có thể gây nguy hiểm cho Hải Ly, nên Samuel Lacott đã nhường trận đấu cho bạn đồng môn có thể tạng gần tương đương Hải Ly. Alex đai đỏ cao 1m75 và nặng 72 kg, và Hải Ly cao 1m68 và nặng 68 kg. Cuộc giao lưu đã kết thúc vui vẻ và đầy cảm thông. Bạn Hải Ly quả thật là rất dũng cảm, đòn tay rất hữu hiệu, nếu phát triển thêm đòn chân thì kết quả trận đấu có khác. Trận đấu giao lưu diễn ra tại một công viên ở Canada, và Samuel Lacott từ người bị thách đấu đã sắm vai làm trọng tài. Theo Lacott, sư đệ của anh, Alexander Bergetvelit sở hữu chiều cao 1,75m, mang chu sa đai ở phái Vịnh Xuân Nam Anh. Với thể hình nhỉnh hơn đối thủ, võ sĩ Alex đã thi đấu ấn tượng hơn và chiến thắng áp đảo so với võ sĩ gốc Việt Nam Hải Ly. Do đây là trận đấu giao lưu nên cuộc tỷ thí này không phân kết quả thắng thua. Như vậy thêm một lần nữa, các môn đồ của môn phái Vịnh Xuân Nam Anh lại thi đấu và giành thế áp đảo trước đối thủ. Trước đó thì võ sư Flores và Samuel Lacott cũng làm điều tương tự ở các cuộc giao lưu võ thuật tại Việt Nam cách đây không lâu. Sau trận đấu của vị sư đệ tại Canada, võ sư Flores đã lên mạng xã hội để khen ngợi võ sĩ gốc Việt Hải Ly. Chúng tôi thực sự ngưỡng mộ sự dũng cảm của Hải Ly. Anh ấy có kỹ năng boxing khá tốt. Đây là cuộc giao lưu mang tới những trải nghiệm tốt cho cả Hải Ly và Alex. Tuy nhiên, có một điều đặc biệt là video của trận đấu này không được môn phái Vịnh Xuân Nam Anh công bố rộng rãi. Người hâm mộ võ thuật ở Việt Nam chỉ biết trận đấu qua những bức ảnh được công bố bởi Flores. Flores đã trả lời người hâm mộ võ thuật rằng, xin lỗi, chúng tôi không thể cung cấp video trận đấu chỉ để thỏa mãn sự tò mò của các bạn bởi vì sự tôn trọng của hai chiến binh. Chuyên nhân Lý Tiểu Long đòi tỷ thí cùng Từ Hiểu Đông và Trân Tử Đan. Ngôi sao cung phu mới nổi Phi Long gần đây đã gửi lời khiêu chiến đến Từ Hiểu Đông và một số cao thủ võ thuật Trung Quốc như Trân Tử Đan, Triệu Văn Trác để chứng minh thực lực. Ngày 19 tháng 7, Sina đưa tin trên mạng xã hội Trung Quốc gần đây xuất hiện một nhân vật tên là Phi Long, 32 tuổi, do sở hữu ngoại hình giống với Lý Tiểu Long, nên anh này tự xưng là truyền nhân của huyền thoại võ thuật, đồng thời cho rằng bản thân mình là đại diện phát ngôn tốt nhất của Lý Tiểu Long. Tờ báo Trung Quốc cho biết Phi Long luôn nói rằng bản thân mình sở hữu khả năng kickboxing thượng đẳng và muốn khiêu chiến với các cao thủ trong võ lâm để chứng minh thực lực của mình. Tôi là Phi Long, ngôi sao cung phu thế hệ mới ở Trung Quốc. Tôi rất tự tin vào khả năng của bản thân. Vì vậy, tôi muốn được thi đấu với các minh tinh võ thuật như Trân Tử Đan và Triệu Văn Trác, Trần Quốc Khôn và đặc biệt là ngôi sao MMA Từ Hiểu Đông. Ai cũng bảo các anh rất lợi hại, nhưng tôi không sợ. Phi Long ở quê nhà của Hán Cao Tổ Lưu Bang, Giang Tô, Trung Quốc, đợi các anh, Phi Long nói. Phi Long sau đó đã lần lượt gửi chiến thư đến từng người, nhưng không nhận được hồi âm do bị phớt lờ quá nhiều lần. Chuyên nhân của Lý Tiểu Long liên tục lên mạng xã hội để khiêu khích các cao thủ võ thuật. Từ Hiểu Đông luôn tự xưng là đệ nhất MMA, vậy mà không dám nhận lời phân tài cao thấp với tôi. Điều này chứng tỏ anh ta là kẻ hèn nhát, không có gan của một người võ công thực thụ như tôi để đọ sức. Ngôi sao cung phu khích bác cuồng nhân họ Từ trên trang cá nhân. Sau khi tin tức về Phi Long được phát tán, cư dân mạng Trung Quốc đã đồng loạt chế nhạo anh này. Không ít người hâm mộ Trung Quốc đã nhận định khả năng kickboxing thượng đẳng mà anh này khoe khoang chỉ là lời nói khoác.
Trình độ võ thuật của Phi Long cũng ở mức nghiệp dư. Nếu thực sự Từ Hiểu Đông hay Chân Tử Đan nhận lời thách đấu, nhiều khả năng Phi Long sẽ bị đánh một trận no đòn. Phi Long chỉ là một kẻ mới nổi được mấy ngày, đánh đấm như mèo cào mà đòi học thi đấu với Từ Hiểu Đông. Anh ta không biết Hiểu Đông là ai sao? Lã Cương cầm cự được gần 50 giây, còn Phi Long có lẽ chỉ cần một giây là sẽ bị hạ knockout, một tài khoản trên trang mạng xã hội của Trung Quốc bình luận. Người hâm mộ khác khuyên Phi Long nên sớm từ bỏ ý định cũng như xin lỗi Từ Hiểu Đông và Chân Tử Đan trước khi mọi chuyện đã mất kiểm soát. Anh làm ơn hãy dừng lại, đừng có tự mình đi tìm cái chết. Từ Hiểu Đông hay Chân Tử Đan, họ luyện võ thuật đã nhiều năm nay, thực lực cũng đã được kiểm chứng. Võ công của anh chưa chắc đã đạt đến trình độ như họ mà đòi tỉ thí. Tôi e rằng anh sẽ phải trả cái giá cực kỳ đắt cho sự ngạo mạn của bản thân. Tài khoản này bình luận. Mặc dù cư dân mạng dội một gáo nước lạnh vào tham vọng của bản thân, Phi Long vẫn không từ bỏ. Chia sẻ với Sohu, anh này cho biết sẽ tiếp tục dũng cảm tiến về phía trước để thực hiện giấc mơ xưng danh trên võ lâm Trung Hoa.